Toyota Rush sản xuất 2020 và đang chạy chuẩn đồng hồ 5.545 km, số tự động máy 1.5, đã được chủ cũ lên cho chị một cái màn hình OLED đấy, có cam lùi, cam hành trình. Và này được trang bị 7 túi khí an toàn, hộp số tự động và ghế da đã được lên sẵn cho chị rồi, ghế da màu nâu. Các ốp bậc lên xuống có đủ, lót sàn cũng đã vào có đủ cho anh chị rồi. À, em xe này thì mới cập bến siêu thị ô tô Bình Dương Tích thì thôi, màu đỏ anh chị nhá, đã lên cho chị những cái bậc lên xuống rồi. 2020, một mẫu xe 5+2, đối thủ cạnh tranh của Mitsubishi Xpander 2020 chị nhé. Và đang đi đúng đồng hồ 5.545 km. Em xe hiện tại đang đeo biển số 38A Hà Tĩnh. Đó. Máy 1.5, mức cao nhiên liệu rất là tuyệt vời. Khám phí còn đến tháng 5 năm 2023. Đấy, thiết kế cụm đèn pha cực kỳ đẹp, có giải LED định vị ban ngày, bộ mâm phay hợp kim. Đó. 2020 chị nhé. Mẫu xe này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang chào bán với mức giá là 595 triệu cho mẫu Toyota Rush còn thương lượng anh chị nhé, khóa cảm biến. Đó. Tay chén cửa đã vào, vè mưa, phim cách nhiệt có đủ cũng như là lẹp kính. Đó. 2020. Và anh chị nào mình quan tâm về mẫu xe này thì có thể lên trực tiếp bên em để xem xe, trải nghiệm xe và thương lượng giá ha. Một chiếc xe rất là lướt rồi. Đấy. Sẵn này chị sử dụng thôi. Đấy, những cái lót ghế này chủ cũ cũng đã lên sẵn cho chị hết rồi nhé. Đấy. Mới tinh luôn. 2020 số tự động. 595 triệu ở mẫu Toyota Rush này. 2020 chị nhé, Toyota Rush. Đó. Ok, rất là đẹp. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi về mẫu Toyota Rush của siêu thị ô tô Bình Dương. Và anh chị cần những cái sản phẩm chất lượng và đẹp thì hãy đến bên em, luôn luôn có những cái sản phẩm để phục vụ anh chị ha. Siêu thị lúc nào cũng có khoảng 70 đầu xe để đủ tầm tiền để chị lựa chọn. Có sơ cua tiêu xe chưa lăn. Rất là mới nhảy đây. Ok. Rất là nhanh nhá anh chị nhá. 595 triệu cho một em Toyota Rush 2020 này. Và anh chị quan tâm về mẫu xe này thì lên trực tiếp bên em để xem xe. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, mức giá nhiên liệu đây. Tuyệt vời. Xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Còn rất là nhiều sản phẩm mới đang chờ anh chị. Xin chào.